Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy May Mắn. Quý vị thân mến, trong xã hội của chúng ta, lời nói không chỉ đơn thuần là phương diện để giao tiếp, trao đổi và truyền đạt lại thông tin cho nhau, mà hơn thế, lời nói còn có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc sống mỗi người. Ông cha ta thường nói, lời nói gói vàng nhằm mục đích nhắc nhở chúng ta về giá trị của lời nói, để ta biết trân trọng lời nói, sử dụng lời nói sao cho hợp lý, hiệu quả, phát huy được hết giá trị, ý nghĩa của những lời nói. Tuy nhiên, mỗi chúng ta đều không hề hoàn hảo trong bất cứ lĩnh vực nào, kể cả giao tiếp, và điều này đôi khi khiến chúng ta sẽ lâm vào tình huống không đáng có. Vậy theo tử vi, 12 con giáp sẽ phải lưu ý những gì trong việc giao tiếp để có thể thành công hơn trong các mối quan hệ, giúp sự nghiệp và cuộc sống vươn lên như diều gặp gió? Hãy cùng kênh Phong Thủy May Mắn đi tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay. Như trước khi nghe kênh Phong Thủy May Mắn chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là tuổi Tý. Người tuổi Tý rất thận trọng, kể cả trong công việc lẫn trong quá trình giao tiếp với người khác. Cứ như thể sợ mình sẽ vô tình đắc tội với người khác vậy. Thực ra, khi trò chuyện với những người lần đầu tiên gặp mặt, họ sẽ cảm thấy khá căng thẳng, thậm chí vì thế mà không thể hiện hoặc phát huy được điểm mạnh của mình. Nếu có thể thả lỏng bản thân, tự tin hơn vào khả năng của mình thì chắc chắn họ sẽ gây dựng được mối quan hệ rất tốt đẹp với mọi người. Lời khuyên cho tuổi Tý: bạn hãy dũng cảm bước ra khỏi thế giới của bản thân, chủ động tiếp xúc với những con người mới và sự vật mới nhiều hơn. Bạn sẽ đạt được những thành tựu mà mình chưa từng nghĩ đến. Bạn chẳng thua kém bất cứ người nào, vì vậy bạn không cần thiết phải nhún nhường quá mức. Tiếp theo là tuổi Sửu. Người tuổi Sửu vốn rất tốt bụng và chân thành, hơn nữa họ luôn chăm chỉ làm việc hơn đa số mọi người. Họ không phải là người giỏi ăn nói, thường ở vào thế bị động trong các mối quan hệ xã giao, lúc nào cũng khá nhún nhường, thậm chí không biết ăn nói khi tiếp xúc với người lạ. Điều này khiến họ có thể gây ấn tượng xấu với mọi người. Ngoài ra, vì tính cách cẩn thận của mình, họ sẽ nghi ngờ mọi điều mà người khác nói, thậm chí vì thế mà để lỡ nhiều cơ hội kết bạn với những người bạn tốt. Lời khuyên cho tuổi Sửu: muốn phát triển khả năng xã giao, việc đầu tiên bạn cần làm là học cách trò chuyện với mọi người, bắt đầu từ những chủ đề thật đơn giản. Hãy cởi mở hơn với mọi người, nếu muốn làm hay muốn nói điều gì, hãy dũng cảm thực hiện. Có như vậy, bạn mới gặt hái được thành công. Tuổi Dần. Người tuổi Dần vốn có tính cách rất mạnh mẽ và quyết đoán. Trong quá trình giao tiếp với mọi người, họ thường biểu hiện sự hào sảng, hào phóng của mình. Vì vậy mà nhận được sự đánh giá cao của nhiều người, đồng thời xây dựng được những mối quan hệ khá tốt. Thế nhưng có nhiều lúc, vì thích lãnh đạo nên họ thường hay sử dụng giọng điệu như thể muốn ra lệnh hoặc yêu cầu với người khác. Mới đầu, người khác có thể không bận tâm, nhưng lâu dần, nhiều người sẽ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Vì nếu không phải quan hệ cấp trên cấp dưới thì không ai muốn mình phải răm rắp nghe theo lời người khác. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến các mối quan hệ của tuổi Dần, khiến họ trở thành người có năng lực nhưng lại thiếu điều kiện để làm nên việc lớn. Lời khuyên cho tuổi Dần: chỉ cần bạn học cách thỏa hiệp đúng lúc trong công việc và cuộc sống, bạn sẽ dễ dàng thu phục được lòng người hơn. Tuổi Mão. Người tuổi Mão là một người rất dễ gần. Họ có thể khiến người khác cảm thấy thân thiện ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Thế nhưng bởi cái tính nhạy cảm quá mức nên làm việc gì họ cũng sẽ bị hạn chế. Họ là người biết đối nhân xử thế, biết việc mình làm đúng hay sai để có cách thức sửa chữa đúng lúc. Họ không nói lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng người khác một cách trực tiếp, mà thông qua các hành động thực tế để tỏ rõ lập trường của mình. Vì vậy mà họ cũng xây dựng được các mối quan hệ tương đối bền vững. Lời khuyên cho người tuổi Mão: trong cuộc sống, bạn không thể không đề phòng kẻ tiểu nhân. Vì vậy, bạn vẫn cần thận trọng khi lựa chọn đối tượng kết giao. Không phải ai cũng xứng đáng để bạn đối xử hết lòng. Đồng thời, hãy xem thêm cách đối phó với kẻ tiểu nhân để không bị hãm hại. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn rất thông minh và có tầm nhìn xa trông rộng. Thêm vào đó, họ là người rất quyết đoán,
Một khi đã định làm việc gì thì sẽ bắt tay vào thực hiện ngay. Sự xuất sắc trời sinh khiến họ nảy sinh cảm giác kiêu ngạo, và chính sự kiêu ngạo ấy sẽ gây cản trở họ trong quá trình xã giao. Họ thường đặt mình ở vị trí cao hơn người khác. Khi trò chuyện, họ cũng thích đề cao quan điểm của bản thân, không thích nghe theo lời của người khác. Lâu dần, người ta sẽ cảm thấy khó chịu và bất mãn với cách cư xử của họ. Vậy điều 12 con giáp cần chú ý trong giao tiếp là gì? Với tuổi Thìn, bạn cần thay đổi mặt tính cách này của mình để trở thành một người khiêm tốn hơn. Lời khuyên cho tuổi Thìn, đừng quá coi trọng danh lợi hoặc địa vị, biết hạ mình khiêm tốn sẽ nhận được sự tôn trọng của nhiều người. Tuổi Tỵ. Bẩm sinh người tuổi Tỵ đã có khả năng quan sát rất tinh tế. Đối với mọi sự vật hay sự việc trong cuộc sống, chỉ cần thoáng nhìn hoặc tìm hiểu là họ có thể nhìn thấu được bản chất. Hơn nữa, con giáp này là người có suy nghĩ tinh tế, có tầm nhìn xa, chẳng bao giờ so đo lợi ích trước mắt. Trong các mối quan hệ bạn bè hoặc xã giao, họ là người có cách cư xử khéo léo, chẳng bao giờ làm mất lòng ai. Thậm chí, họ còn có khả năng kêu gọi hoặc lãnh đạo người khác làm theo ý mình. Tuy nhiên, họ không lấy đó làm kiêu ngạo mà luôn khiêm tốn, sẵn sàng giúp đỡ hoặc học hỏi người khác. Chính vì vậy mà họ là những người có tài lãnh đạo nhất trong số 12 con giáp. Lời khuyên cho tuổi Tỵ, chẳng có việc gì là tuyệt đối. Có đôi khi, bạn không nhất thiết phải cố gắng đến 10 phần vẹn 10. Tiếp theo là tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ là người có năng lực xã giao cực tốt bởi họ có tính cách sáng sủa và nhiệt tình, rất thích kết giao bạn bè, nhờ thế mà xung quanh họ chẳng bao giờ thiếu người tiếp cận. Thêm vào đó, họ vô cùng phóng khoáng, chẳng bao giờ toan tính điều gì nên ai cũng sẽ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm khi ở bên cạnh. Con giáp này có những suy nghĩ rất tích cực dù trong cuộc sống hay công việc, cộng với cái tính hiếu thắng, không chịu thua kém ai nên làm việc gì họ cũng vô cùng cố gắng. Nhưng mặt tính cách này khiến họ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp, có nhiều cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân sẽ giúp họ vượt qua được những cửa ải khó khăn, khiến sự nghiệp phát triển thuận lợi. Lời khuyên cho người tuổi Ngọ, hãy rèn luyện cách nhìn xa trông rộng, đừng mải miết chạy theo xu hướng hoặc ganh đua với người khác, bạn cũng có những điểm mạnh của riêng mình. Tiếp theo là tuổi Mùi. Người tuổi Mùi vốn rất thận trọng, luôn muốn bảo vệ mình tránh khỏi ác ý của người khác. Đồng thời, nếu có ai đắc tội với họ, họ chắc chắn sẽ tìm ra cách để ăn miếng trả miếng. Song con giáp này vẫn có khả năng xã giao khá tốt bởi bề ngoài họ là người cư xử rất nhẹ nhàng, khiến những người tiếp xúc với họ lần đầu tiên cảm thấy rất thoải mái. Có điều, sau khi quen biết lâu, người ta sẽ cảm thấy họ là người có tâm cơ không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài, thậm chí là con giáp đọc được suy nghĩ của người khác. Thực chất, họ chỉ nhạy cảm hơn người bình thường nên có thói quen che giấu con người và những suy nghĩ thật sự của mình. Lời khuyên cho người tuổi Mùi, hãy suy nghĩ thoáng ra, đừng so đo tính toán những chuyện nhỏ nhặt. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn và xây dựng được những mối quan hệ xã giao lành mạnh. Tuổi Thân. Người tuổi Thân vốn rất vui vẻ và hài hước, vậy nên xung quanh họ chẳng bao giờ thiếu bạn bè. Thêm vào tính cách cởi mở, hoạt bát khiến họ dễ dàng tiếp xúc với mọi người. Cho dù là người đầu tiên gặp gỡ, họ cũng có thể nói chuyện một cách rất thoải mái và thân thiện, chẳng hề có chút cảm giác xa cách nào. Tuy nhiên, họ lại là một người nóng nảy và bộc trộm. Một khi có ý kiến gì thì nhất định phải là người đầu tiên bày tỏ. Hơn thế nữa, họ lại không thường xuyên chú ý đến hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình, chỉ biết nói xong là xong. Điều này thường khiến họ rơi vào tình cảnh người nói vô tình, người nghe hữu ý. Lời khuyên cho tuổi Thân, hãy quan sát hoàn cảnh xung quanh nhiều hơn. Trong những công việc trọng đại, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, tránh để rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Tiếp theo là tuổi Dậu. Tuổi Dậu có khả năng xử sự khá tốt, đa phần là nhờ họ có đầu óc thông minh nhạy bén, giỏi về bày mưu tính kế, hơn nữa lại có khả năng ăn nói hơn người. Vì vậy, giao tiếp vốn không phải là một việc gì quá khó khăn với họ. Con giáp này giỏi xã giao, luôn hiểu rõ trong trường hợp nào thì mình phải cư xử ra sao, vì đó mà tạo được ấn tượng tốt cho mọi người. Lời khuyên cho tuổi Dậu. Đôi khi khả năng ăn nói quá khéo léo lại khiến người khác cảm thấy bạn là người giả tạo, không đáng tin, thậm chí khiến kẻ tiểu nhân chú ý. Vì vậy, không phải lúc nào bạn cũng nên thể hiện tất cả điểm mạnh ra cho mọi người được biết.
Tiếp theo là tuổi Tuất. Người tuổi Tuất xây dựng được các mối quan hệ xã giao khá tốt. Một mặt vì họ thích kết giao bạn bè, vậy nên một khi gặp được ai xứng đáng làm bạn, họ sẽ là người chủ động tiến tới trò chuyện giao lưu, giữ mối quan hệ. Mặt khác, họ là người trọng tình trọng nghĩa, luôn biết cách quý trọng bạn bè. Một khi có ai đó gặp vấn đề khó khăn, họ luôn sẵn sàng xả thân giúp đỡ, dù có nguy nan đến đâu. Song, điểm yếu của con giáp này là quá nóng nảy, thiếu tính hài hước nên đôi khi nghiêm trọng hóa mọi việc. Lời khuyên cho tuổi Tuất: gặp phải vấn đề gì cũng hãy giữ bình tĩnh, tránh hành động nóng nảy, bởi sự nóng nảy nhiều khi là nguyên nhân chính khiến cho mọi việc thêm phần khó giải quyết. Tuổi Hợi. Người tuổi Hợi thường tạo cho người ta cảm giác họ là người rất chân thành, hơn nữa không phải là hạng người khôn khéo thích lợi dụng người khác để kiếm lợi cho mình. Vì thế mà con giáp này thường kết bạn với những người chân thành, hiếm có đối thủ hoặc kẻ tiểu nhân tiếp cận. Trên thực tế, họ là một người thông minh, biết khi nào thì mình nên chín bỏ làm 10, khi nào thì mình nên tính toán rạch ròi, khi nào thì mình cần đứng lên bảo vệ quyền lợi của bản thân, khi nào thì cần nhường nhịn người khác. Lời khuyên cho người tuổi Hợi: hãy chú ý hơn trong lĩnh vực chi tiêu, thận trọng khi kết giao với các đối tượng làm ăn, nếu không sẽ dễ phải chịu thiệt thòi. Quý vị thân mến, hy vọng thông qua chương trình này, quý vị đã có những hiểu biết hơn về điểm mạnh cũng như điểm yếu trong giao tiếp của mỗi con giáp, từ đó rút ra những bài học cho bản thân để có thể giúp cho việc giao tiếp của chúng ta trở nên trau chuốt và thành công hơn, giúp sự nghiệp vươn lên như diều gặp gió, tiền tiêu không hết và may mắn ghé thăm. Kết thúc video, nếu quý vị thấy hay thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!